Theo các chuyên gia thì những sản phẩm thẻ không thông tin không chỉ mang lại lợi ích về bảo mật mà còn giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm của người dùng khi thực hiện giao dịch thanh toán. Tại Việt Nam, ngân hàng quân đội MP Bank đã ứng dụng công nghệ thẻ không thông tin cho bộ thẻ MP2 Collection. Thẻ không thông tin có thể là thẻ tín dụng hoặc ghi nợ hoặc tích hợp cả hai. Trên thẻ sẽ chỉ hiển thị tối thiểu thông tin, thường chỉ có thương hiệu ngân hàng và đối tác cung cấp công nghệ sử dụng loại thẻ này giúp người dùng giảm thiểu tối đa các rủi ro khi đánh mất thẻ bởi với việc không hiện thông tin trên thẻ những giao dịch online sẽ không thực hiện được nếu người sử dụng không phải chủ thẻ những vấn đề như lộ thông tin thẻ khi thanh toán các dịch vụ cũng được loại trừ bằng cách tích hợp thẻ không tên không số với khả năng định danh trực tuyến ngay sau khi đăng ký và được phê duyệt người dùng không phải chờ đợi nhận thẻ vật lý mà có thể bắt đầu sử dụng ngay các chuyên gia cho rằng sự phát triển của giải pháp không hiển thị thông tin trên thẻ là điều tất yếu vừa giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đánh cắp thông tin từ đó bảo mật tốt hơn cho người dùng vừa là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng và thúc đẩy việc thanh toán không tiền mặt